Hội Nữ Doanh Nhân thành phố Cần Thơ khai trương siêu thị Trao Yêu Thương tại địa chỉ số 14-16-18 đường Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều. Đây là lần thứ hai hội mở siêu thị này để gây quỹ thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Siêu thị sẽ đón khách trong vòng một tháng và mở cửa từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Tại đây có hai khu vực dành cho mọi người đến lựa chọn, đó là khu không đồng cho người dân khó khăn và khu bán giá tượng trưng, từ 10.000 đến 100.000 đồng một sản phẩm để gây quỹ từ thiện các hoạt động an sinh xã hội như trao học bổng, cất nhà tình thương. Tất cả các vật dụng gồm quần áo, túi xách, giày dép đều do hội viên Hội Nữ Doanh Nhân thành phố đóng góp và vận động người thân, gia đình quyên góp. Sau thành công của siêu thị tổ chức lần thứ nhất, hoạt động này thu hút được nhiều sự quan tâm của mọi người. Ngày đầu khai trương đã có nhiều mạnh thường quân đến đóng góp, ủng hộ.